Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy. Sau khi buổi sáng anh Phi đi cùng với bạn Nam ra sân banh của câu lạc bộ Lê Nguyễn FC ha, tại sân cầu Kinh Tẻ quận 7, thì sau khi về thì anh Phi lỡ tay làm gãy cái tay quay của mình, nó gãy cái cục gù ở đây nè các bạn. Rồi, bây giờ anh Phi đang tìm cách để dán lại. Và trong cái quá trình tìm cách dán cái này lại thì anh Phi cũng phát hiện là cái chiếc xe hôm trước anh có làm review cho bạn Hoàng Nam đó, để đi đua với lại bên Trương thì nó cũng bị gãy cái tay nối vô cái bánh lái như thế này. Thì anh có phát hiện một cái loại keo là có thể dán nhựa được nhưng mà anh không biết có dính hay không. Đây chính là cái keo AB, cái AB rồi A và B các bạn ha. Đây, cái này B nè. Ở cái bình màu vàng này sẽ là B, cái bình màu A, cái bình màu xanh sẽ là A ha. A và B này khi mà trộn lại với nhau á thì nó sẽ thành một cái dung dịch mà rất là dễ cứng, mau cứng và bền. Nhưng mà anh không biết là các vấn đề nhựa nó có dính với nhau hay không. B ở đây là Haender, còn ở A là adhesive. Thì anh không biết là tiếng Anh nó sẽ như thế nào, là nhưng mà nó sẽ hướng dẫn mình đây. Set clean it 5 minutes. Thì nó yêu cầu mình là set clean it 5 minutes hả? Là 5 phút hả? Rồi, trong vòng 5 phút. 5 phút nó khô hay là mình phải trộn keo trong vòng 5 phút. Thì mình sẽ dành thời gian để mình lên Google dịch để mình xem thêm. Rồi, nhưng mà anh Phi, hôm nay anh Phi sẽ thao tác vấn đề này đây. Thì trước hết là bên cái bộ keo này nó sẽ bán kèm theo cái miếng nhựa này để chúng ta trộn keo. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đổ hai cái thành phần này ra với nhau và chúng ta sẽ trộn. Nhưng mà trước khi trộn cái keo này thì anh Phi sẽ phải gỡ cái bánh này ra. Chứ để ở trong này dán rất là khó khăn ha. Bây giờ anh Phi sẽ gỡ cái bánh này ra và cái tay này ra để anh Phi dán. Cái clip này mục đích của anh Phi là chia sẻ với các bạn để các bạn có thể là có được những cái thông tin hoặc là có được những cái cách để chúng ta xử lý cái phần đồ chơi của chúng ta bị bể. Nhưng mà cái anh Phi cũng khuyến cáo các bạn là phải rất cẩn thận với cái keo AB này. Keo AB này là một cái chất dính, cho nên các bạn thứ nhất nếu các bạn vô tình các bạn để vô mắt của mình hoặc là vô miệng của mình thì không tốt cho lắm đâu ha. Cho nên nó là anh Phi khuyến cáo các bạn là phải thực sự cẩn thận. Còn nếu các bạn quá nhỏ thì phải nhờ tới phụ huynh để hỗ trợ ha. Đó. Thì anh Phi đang tháo cái tay lái của chiếc xe ra rồi. Đó. Rồi bây giờ anh Phi sẽ phải tháo cái bánh này ra để xem nghiên cứu cách nào để lấy nó ra một cách đơn giản nhất. Ở dưới này nó có tới 4-5 con ốc lận. Thì anh Phi thử gỡ con ốc này coi, mở con ốc này ra ha. Để xem coi có khả năng là lấy nó ra mà không cần phải mở hết cái hộp ốc này, cái hộp ốc này hay không. Đấy. Có thể kéo ra được đó các bạn. Bây giờ anh Phi đang anh Phi mở thêm một con nữa đi. Cái nắp này nó ăn với lại đặt nó ăn với cái nắp này. Đấy. Nó ăn cái này chứ. Rồi nó ăn cái này nữa, chúng ta chỉ nhả ra thôi. Nhả vậy đó, nhả ốc ra thôi. Để cho nó hở ra rồi chúng ta có thể lấy ra được. Đây, chúng ta anh Phi đang hở nó ra đây. Rồi anh Phi lấy nó ra ha. Đấy, rồi một hồi nữa anh Phi sẽ gắn nó vào theo cái cách này cho nó dễ. Đấy. Thực sự là khó lấy ra nha các bạn, không phải dễ dàng gì đâu. Ở trong này nó có một cái bánh nữa. Đấy. Không khéo là nó gãy luôn á ha. Đấy, anh thấy rồi, không khéo là gãy luôn. Thì như nó còn cái tai màu trắng này nè. Đấy, cái tai màu trắng này nó cũng sẽ ảnh hưởng để chúng ta có thể khó lấy ra. Đây. Ha. Đó, rồi. May mắn quá. Hồi gắn vô không biết làm sao đây, nhưng mà trước hết là dán lại cái đây. Rồi, sau khi gỡ ra thì anh Phi sẽ được cái bánh như thế này. Ánh sáng nó hơi yếu cho nên là anh Phi sẽ mở thêm đèn nhé. Đây, và nhiệm vụ của anh Phi là phải dán cái này lại ha. Dán cái này lại. Đây. Anh Phi gỡ cái này ra luôn. Tháo ốc ra luôn. Mục đích của cái clip này là anh Phi quay lại cái cảnh anh Phi dán như thế này, nhưng mà mục đích của anh Phi chính là để chia sẻ với các bạn cái cách để xử lý như thế này. Không biết là được hay không, nhưng mà trước mắt đó là anh Phi ráp vô thử nè nha, ráp vô thử ha, nó sẽ là như vậy.
và hy vọng là nó sẽ dính, nhưng mà không biết bao nhiêu lâu nó sẽ khô đây. Thì anh phải phải ngồi, chẳng hạn như sau khi dán xong thì anh phải ngồi chờ, hoặc là anh phải ngồi dịnh, dịnh như vậy, dịnh như vậy thì nó sẽ rất là tốn công tốn sức. Cho nên có thể là anh Phi sẽ phải phải làm sao đó để khi mà dán xong nó là phải chích cái là cho nó dính luôn, để cho nó làm cái gọi là cái làm cái anh Phi đang làm ở nhà, cái bên nó khoan các bạn ha, nó khoan ầm 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 đấy, không rất là khó để nói cho các bạn nghe điều đó. Đây sau khi dán xong cái này thì nó sẽ cứng, nhưng mà cái anh phải tìm cách, có thể là anh Phi phải dùng cái hàn chì để khi dán xong thì anh Phi sẽ bấm cái nhiệt ở đây cái để cho nó dính cái miếng này lại, chờ thôi ha. Để chờ anh Phi đi lấy cây hàn chì của anh Phi nhé. Đây cái hàn chì của anh Phi đây, nhưng mà gần anh Phi nó không có cái ổ điện nào đủ dài hết, cho nên anh Phi sẽ cắm, anh Phi để phía bên kia, khi nào cần hàn thì anh Phi đem qua ha. Anh Phi đi cắm điện đây. Rồi anh Phi trở lại ha. Trong lúc chờ đợi hàng chì nó nóng thì anh Phi sẽ đổ hai cái keo AB này ra. Anh Phi đã khoét cái lỗ ở đây rồi, đổ ra thì phải cực kỳ cẩn thận ha. Đấy, nếu không á là các bạn sẽ bị cái là đổ ở vừa phải ha. Chúng ta chét keo không có nhiều cho nên là chúng ta sẽ đổ ở vừa phải ha. Trước hết là anh Phi chưa có kinh nghiệm để xử lý cái phần này, cho nên là anh Phi sẽ đổ ra hai phần keo bằng nhau. Cái keo B là một phần và keo A là một phần bằng nhau, và anh Phi sẽ dùng cái cây trộn để anh Phi trộn ha. Đấy, trộn lên, trong quá trình trộn này chúng ta phải trộn cho đều để cái A và cái B nó được trộn lẫn với nhau ha. Các bạn không tự làm điều này ở nhà nhé. Các bạn mức độ khéo và cẩn thận các bạn tới đâu thì anh Phi không biết, nhưng mà anh Phi chỉ biết được một điều rằng là dính đối với keo, thứ nhất là cái chất keo này nó sẽ dễ cháy, cái thứ hai nữa là nó sẽ rất là nguy hiểm đó các em, mà lỡ tay bỏ vô miệng dính vô tay rồi chét lên trên mắt nó dính hai mí mắt lại nữa, thổ nữa, nhét vô lỗ mũi lỗ tai nữa ha. Rồi đây đó. Rồi sau khi anh Phi chét keo xong xuôi thì bắt đầu anh Phi sẽ tiến hành dán. Khi anh Phi dán xong rồi thì anh Phi sẽ dùng cái độ và mỏ hàn chì của mình để anh Phi bấm cái nhiệt, trong khi cái mỏ hàn chì chờ nóng thì anh Phi cứ trộn ha, anh Phi cứ trộn để tránh tình trạng là nó bị đông cứng lại. Nó rất là dễ đông cứng các bạn, nó rất là dễ bị khô, nó gọi là chết keo á. Khi nó chết thì nó sẽ cứng lại ha các bạn. Cái keo này chắc có thể cũng hơi nhiều so với cái lượng anh Huy cần, nhưng mà hơi thà dư chút xíu ha, dư chút xíu còn hơn là bị thiếu. Trong khi chờ cái hàng chì nó nóng thì anh Huy sẽ trộn keo. Rồi, giờ anh Phi trét vô nha. Trước hết là anh Phi sẽ trét cho cái bánh xe trước, sau đó anh Phi sẽ trét cho cái tay này. Anh Phi chỉnh chút xíu để cho nó ra chỉnh giữa, chứ để ngồi nó dính vô trong còn nguy hiểm ha. Rồi anh Phi trét keo lên cái cục này đó. Rồi anh Phi sẽ dán lại. Nhấn vô thôi. Nhưng mà nó rất là khó để định hình đó các bạn. Keo này khi mà nó chưa có khô là nó dẻo dẻo, nó trơn trơn, nó rất là khó để các bạn có thể định hình nó một cách này. Nãy giờ gắn ngược cho nên là nó không có vô khớp.
Rồi. Anh Phi đi. Rồi sau khi dán xong xuôi vậy, anh Phi sẽ đi bấm nhiệt nó nha. Anh Phi bấm miếng nhiệt ở đây nè, đây anh Phi focus lại cho các bạn xem. Anh Phi bấm miếng nhiệt ở đây để cho cái nhựa ở phía ngoài nó dính lại với nhau, để mà nó tạo cái độ cứng ban đầu, độ hít ban đầu ha. Rồi anh Phi sẽ buông ra. Rồi chắc mình để chờ đi. Rồi tiếp tục cái bên này. Ý dạ, nó cứng rồi nè. Ý dạ, chết tôi rồi. Sao giờ? Sao giờ? Anh sẽ cho thêm miếng keo nữa để có thể nó miếng keo trong coi nó có chảy ra không. Thấy không, mới để xíu mà nó dính rồi các bạn. Dính rồi. Cho miếng chút xíu thôi. Vậy thì mỗi lần các bạn làm, các bạn cho xíu thôi để vừa đủ các bạn chích một chỗ thôi, chứ các bạn đừng có trộn dư. Thì khi mà các bạn trộn dư á, giống như nãy anh Huy trộn dư á, là nó cứng liền luôn, thấy không? Trông như nó cứng liền. Này, cái xem anh Phi kết ở đây. Rồi, chúng ta sẽ không cần phải sợ nó đông cứng nữa. Tại vì đấy. Anh bị thổi, lười đi bấm nhiệt, anh bị thổi. Dạ, dạ, nè, cố gắng ép kính kỹ vô, trong vòng mấy phút mà nó sẽ khô thôi. Gắng đứng đây, ha, nó khô là nó khô cứng nhẹ thôi. Còn nó khô thật sự cho tới khi mà nó cứng ngắt luôn á thì các bạn phải chờ ha. Nó dán xong chúng ta phải để đây khoảng tầm nửa tiếng cho tới một tiếng gì đó để cho thực sự nó khô cái đã, rồi chúng ta thực sự nó chết keo hẳn rồi chúng ta mới mới tiến hành lắp ráp vô được. Đây anh mới buông ra được rồi nè, nó vẫn còn có một cái độ dẻo nhất định. Đấy. Rồi cứng rồi nè, đây. Đây. Dính rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phải để ở đây xem coi bao lâu sau nó sẽ thật sự cứng, và anh Phi sẽ để thêm khoảng 15 phút nữa ha. Bây giờ là 12 giờ kém 20, anh Phi sẽ để tới 12 giờ luôn để xem coi nó cứng được tới đâu ha. Còn về phần keo của anh Phi là tới đây là nó cứng ngắt rồi nè ha. Nó cứng ngắt cứng còng luôn, nhưng mà không sao, cái nhựa này nhựa nguyên sinh cho nên là nó thật sự nó không dính keo đến độ không thể gỡ ra. Thì anh Phi cứ để đây cho tới khi nào nó anh Phi tiếp tục làm ha. Giờ bây giờ anh Phi tạm thời ngắt máy nghỉ ngơi, rồi chờ cho tới khi hoàn thiện xong anh Phi sẽ ráp trở lại. 25 phút anh Phi có việc cho nên là đúng 15 phút anh Phi không trở lại được, cho nên là anh Phi trở lại sau 25 phút. Thì sau là 25 phút thì cái vết keo này nó cũng đã tương đối cứng rồi, nhưng mà anh Phi không biết là nó cứng được tới đâu ha. Nhưng mà cầm lắc như vậy là thấy ổn rồi đó các bạn ha. Giờ anh Phi thử ra. Ổn rồi nè. Đấy, lắc được rồi nè. Nhưng mà không biết xài được tới đâu. Thì để trong một những ngày tới, nếu mà anh xài thử coi nó có bị vấn đề gì thì anh sẽ làm một clip để báo cho các bạn biết cách để mà chúng ta sử dụng. Cái mối keo thì hiện nay anh Phi sẽ không có quan điểm mà làm cho nó đẹp hơn, tại vì đây là vật dụng xài trong nhà cho nên anh Phi cũng làm cơ bản thôi ha. Keo nè, nó cứng rồi nè, xài được rồi. Thì còn cái xe, bánh xe điều khiển từ xa thì sao đây? Ok rồi ha. Đấy, cứng rồi nè, khá là cứng cáp. Bây giờ anh Phi sẽ lắp lại ha, và chạy một vòng xem sao. Và đây là những cái keo mà anh Phi nè, nó cứng nè, nhưng mà do cái này nhựa nguyên sinh cho nên nó không dính các bạn ha. Cái nhựa nguyên sinh nó rất là khó dính, dính keo. Nhựa nguyên sinh thường thì người ta dùng cái cách gì để dán thì anh chưa biết, nhưng mà cái phần này thì anh Phi sẽ nghiên cứu sau. Nhưng mà trước mắt cái phần nhựa này anh Phi sẽ dán dính được rồi. Thì bây giờ anh Phi sẽ lắp lại ha. Anh cho hai bình keo qua một bên để lắp lại cái này. Thì để lắp lại cái này thì một là anh Phi sẽ phải gỡ hết mấy cái này ra luôn,
Hai là anh Phi sẽ khéo léo anh Phi đưa cái này vào sao cho nó hợp lý ha. Giờ anh Phi sẽ nhả luôn mấy con ốc bên này để mình dễ tạo cái mình dễ tạo cái gốc mở cho nó hơn ha. Rồi anh Phi focus xuống chỗ này để cho bạn dễ ha. Rồi anh Phi sẽ đưa vào thì cái này nó sẽ quay lên như thế này. Rồi đây hợp lý đấy ha. Giờ đưa cái này vô trước cái ra, đưa cái này vô trước đấy. Rồi xong, giờ chúng ta sẽ đưa vào cái chốt trên trước, chốt trên hay chốt dưới, đẩy nó ra ha, đẩy nó ra. Ở bên này nó không có những cái vật dụng chuyên môn cho nên anh Phi khó làm chút. Hở ra đấy, cho cái trụ này vô, chỉ cho một trụ trước cái đó. Cái con này tay này vô luôn vô. Rồi xong thì xong như vậy, nhưng mà không biết nó có bình thường hay không. Đánh vô nè ha. Đấy, bây giờ anh Phi sẽ ráp cái tay này vào nữa là ổn, nhưng mà trước hết anh Phi sẽ định hình con ốc ở trong này cái đây để cho nó đừng có hở ra, và sau đó anh Phi sẽ kiểm tra xem coi nó có lái bình thường chưa. Bây giờ anh Phi sẽ mở on lên ha, hay cho nó dò sống cái đã, không biết pin trong này còn hay không, không biết bạn Nam còn để pin trong này hay không nữa. Anh Phi sẽ kiểm tra thử rồi có cái còn pin ở trong này, nhưng mà hết pin anh Phi sẽ mượn cái viên pin anh Phi thử. À bạn Nam rứt rồi, bạn Nam rứt dây ra rồi hả các bạn ha. Cái viên pin này là không phải viên pin của nó đâu nha các bạn, viên pin này là cái viên pin của cái xe, gọi là cái máy bay điều khiển từ xa, nhưng mà anh Phi nâng pin cho bạn Nam cho nên là anh Phi dùng cái pin này để anh Phi chạy. Cái pin này là pin 7.4 mAh, còn viên pin của nó trong này là 7.4 V, còn pin pin của nó trong này là 6 V cho nên chạy cũng được ha. Bây giờ anh Phi sẽ mở lên. Không được rồi nè các bạn ha, nó không ăn rồi nè, nên chứng tỏ là khi ráp vô đây nó có vấn đề, và nhiệm vụ của chúng ta là phải mở ra ha. Cho hết để chúng ta lắp lại từ đầu cho nó chính xác. Cho nên là khi sửa những cái chiếc xe điều khiển từ xa này, thực sự anh Huy rất là ngại, thì khi đụng vào các cái cơ bên trong á thì nó sẽ rất là tốn thời gian, nhiều khi nó bị nhảy đi những cái cò phía trong. Và chúng ta nhiệm vụ chúng ta là phải gỡ ra cho hết những con ốc này, các bạn thấy không? Đấy. Rồi. Các bạn chờ chút xíu anh lấy cái máy mở ốc. Đây là cái máy mở ốc dùng pin của anh Phi, không dùng dây nha. Anh Phi dùng chính cái vít này luôn. À, để anh Phi mở cho nó nhanh giống gì hết trơn. Rồi, anh Phi sẽ chuyển qua cái vặn ra. Anh Phi mở cho nhanh. Vặn tay lâu quá. Nó mở rồi. Rồi xong, tất cả các con ốc đã được lấy ra và anh Phi sẽ gỡ cái khớp này trên này ra xem cái nó ở đây nó bị cái gì mà nó không có bẻ lái được. Cái này nè, chốt này nó phải ăn vô cái chốt tròn này nè, nó mới có khả năng bẻ lái được. Vậy thì anh Phi sẽ lật chiếc xe lên chút xíu, các bạn xem cái dàn cơ phía bên trong ha. Đây là cái motor bẻ lái trước nè, cái bánh răng nó bằng đồng chứ không phải bằng nhựa như các bạn thấy đâu ha. Một số cái dòng xe khác là nó bánh răng nó bằng nhựa. Và thực sự ráp cái này thì nó cũng không khó khăn gì, nhưng mà chúng ta sẽ phải cẩn thận chút xíu để nó nhảy cái bánh răng ra thì thiệt cực cho chúng ta lắm. Rồi chúng ta thử ra. À hiểu. Sorry các bạn, hồi nãy giờ anh Phi chưa gắn cái tay ở trên à, nhưng mà trước hết cũng phải dặn hai con ốc lại để định hình cái đã, rồi chúng ta sẽ bắt cái tay trên sao ha. Trời ơi, sửa xe biết bao nhiêu lâu rồi. À, các bạn, anh Phi cũng chỉ rành được cái phần này thôi nha, anh Phi không rành được cái phần ấy đâu nha, anh Phi chỉ rành được cái phần về các cái cấu trúc thôi, còn về phần bo mạch hay là motor rồi thì anh Phi không biết sửa đâu nha. Anh Phi sẽ rành chút xíu về mặt cấu trúc và chỉnh sửa chút xíu thôi, chứ là anh Phi sẽ không có dành thời gian quá nhiều để mà
để mà ngồi làm mấy này ha. Đây. Có vẻ là con ốc này không phải của nó dài hơn chút xíu. Ốc nó là ốc kia kìa, nó có hai con tán, ốc tán này nha. Cái ốc này nó hơi nhỏ so với ốc này, ốc này to hơn nè. Đấy, thì giờ anh Phi sẽ chính xác của nó là các bạn, đây này của anh này nha. Anh lười dặn tay bằng ốc, ốc bằng tay anh mới bắt cái máy này thôi, nhưng mà cái máy này cũng có cái bất tiện riêng của nó các bạn ha, nó nặng lắm, các bạn cầm trên tay nó khá là nặng và nó khó xoay chở lắm, nhưng mà được cái nó dặn ốc nó nhanh ha. Anh dùng tay chút xíu chỗ này để anh định hình luôn. Rồi nó bị tuôn cái răng chỗ này rồi. Tạm vậy đi ha. Đấy, rồi xong cho anh thử coi nó có bẻ lái không. Đó, ok được rồi nè. Nó còn bị gãy chỗ này nữa nè các bạn. Sau khi nó bẻ ra anh mới thấy nè, đây nè, chỗ này nè, thấy không, chỗ này nó còn bị gãy chỗ này nữa nè. Rồi, thôi để anh phải dán lại sau đi, cái này nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Đây nè, phải bị gãy không, nhưng không phải bị gãy đâu, cái nhàm nó như vậy đó. À, gãy các bạn. Rồi anh hiểu rồi, rồi không ổn rồi, không dính rồi nè. Anh bẻ bẻ chút xíu nó đã gãy ra rồi nè, nó xét ra rồi nè. Không biết nó là do cái keo anh Phi trộn có vấn đề hay là do cái keo này nó ấy. Bởi vì hồi nãy các bạn thấy anh trộn cái khúc sau nó bị cứng lại các bạn, cho nên tạm thời ở cái giai đoạn này thì mình vẫn chưa ổn, nó bị gãy ra nè ha. Vậy thì keo AB vẫn chưa xử lý được cái phần này và chúng ta sẽ phải cho nó qua một bên để chúng ta nghiên cứu tiếp. Và ngày hôm nay thì anh Phi đã thất bại trong vấn đề và phục hồi và dán lại chiếc xe cho bạn Nam. Dán cái tay điều khiển, cái tay kéo ở chỗ này, tay kéo bánh, nó có cái tay kéo nó nối với cái cây này ha, nó bị thất bại chút xíu. Đó, rồi phần còn lại là anh Phi sẽ nghiên cứu để anh Phi dán sau. Nhưng mà riêng cái này chà nghi ngờ quá. Để thử nha. Cái này thì đủ cứng nè, vậy chắc là chứng tỏ là anh pha keo nó có vấn đề thôi. À, anh sẽ rút kinh nghiệm anh pha keo lại để anh Phi dán lại cái phần này. Bây giờ hy vọng cái clip này cũng chia sẻ được cho các bạn một số phần cần thiết để phục hồi trong những cái vấn đề nhựa của đồ chơi của các bạn, cũng như là những cái vật dụng quay phim hay vật dụng hàng ngày của các bạn bằng keo AB. Và anh Phi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của anh Phi trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong clip sẽ pha keo lại và dán lại cho cái bánh xe trước của chiếc xe của bạn Hoàng Nam các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip kế tiếp.